Tát dữ lắm luôn, giáng trên trời Phật, chư Phật mười phương, quy linh đức thầy qua Bồ Tát phù hộ độ cho chồng của chị là Bùi Công Điền, năm nay 45 tuổi có mang chứng bệnh trong mình, được tai qua nạn khỏi. Em đến 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, đây là tất cả số tiền Mạnh Thường Quân từ Việt Kiều ở nước ngoài gửi cho chị. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay theo cái hành trình của mình, Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của gia đình của chị Liễu, với lại một người chồng của mình mà anh bị bệnh sốt não, phải bán đi cái căn nhà và con của mình phải bỏ học để chạy chữa thuốc thang cho anh. Thì hôm nay đến đây á, thì cũng có hẹn với chị để mà tìm hiểu về, có hẹn với chị để mà thăm anh cũng như là trao một số tiền của Mạnh Thường Quân gửi đến cho chị Liễu cũng như là anh. Ơi, hôm nay anh ngồi được rồi. Ngồi được. Dạ. Dạ em chào anh. Nói chuyện được chưa? Hả, anh tên gì em nói cho em nghe với rồi. Hả? Thiện. Điền. Ơi, à, vậy là ăn uống gì được chưa chị? Ăn cơm. Ăn cơm được ha. À, không vậy là ăn cơm được đi. Tối nóng sốt đó, cái đầu kia bác sĩ vô nước biển mới vô xong. Vậy là em thấy cái tay chân của mình hôm trước là cách đây một tuần là mình không có cử động được. Hôm nay thì tay chân của mình nó đã cử động được rồi, đi được rồi. Mình thuốc uống cái gì hả chị? Chích thuốc ở đây nè, với mình kêu bác sĩ vô chích đó, với mình chăm sóc người này kia, ăn uống đồ vô, bồi dưỡng. Rồi hàng ngày cái công việc của chị có dẫn anh đi tại trị liệu không? Chưa. Đợi có bảo hiểm này chứ đặng đi xuống dưới tái khám á, mình lấy thuốc. Chứ ở nhà hôm ngày sáng thì như mua đồ ăn sáng chẳng xong rồi mình dắt anh đi tới đi lui, kè anh đó đi tới lui, mình cho anh nghỉ ngơi chút, xong mình tới buổi thì ăn cơm, mình ăn cơm rồi cái mình trưa trưa mình bồi dưỡng cho anh sinh tố rồi này kia đó, mình cho anh ăn uống đầy đủ với hoài đó. Thấy gương mặt của anh nay hồng hào quá rồi. Nó cho nó mà ngồi được, anh có thể đi được không anh Điền? Nghe mai nói đi đường đi đường đi chậm chậm mừng để gồng chết. Nói chung là cũng khỏe rồi, khỏe nhưng mà cái đầu còn nhức đầu như số thôi, cái đó thì việc đó từ từ à, thì bởi vì mà hiện nay thì con có chị đâu rồi, đi đâu không biết, nữa đi mua đồ đâu rồi. Em lại là đây là lần thứ hai nhưng mà không gặp con của chị. Tại nãy nó mới nó đi ra một kia mua đồ bạn. Rồi cái thời gian sắp tới thì mình sẽ dự định như thế nào hay chị ha? Dạ tính cũng như ổng khỏe khỏe lợi đó, cái mình chở ổng xuống tái khám rồi lấy thuốc hàng tháng thôi cho ổng uống. Miễn ổng khỏe lợi cái mình yêu con gái mình ở nhà cho nó chăm sóc, chừng mình đi làm như sáng mình đi chiều mình về đó. Hằng ngày thì chị có cầu nguyện ơn trên rồi cho ảnh giái qua Bồ Tát dữ lắm luôn, giái trên trời Phật, chư Phật mười phương, quy linh đức thầy qua Bồ Tát phù hộ độ cho chồng của chị là Bùi Công Điền, năm nay 45 tuổi có mang chứng bệnh trong mình, được tai qua nạn khỏi. Chị niệm Phật hoài tới đó, nào quên thôi. Đêm nào chị cũng giái, mẹ cũng cúng giái, thỉnh nước cúng cho ảnh uống, tại nói chuyện chưa được đó, cái thỉnh nước cúng giái qua Bồ Tát cho ảnh uống, không cổ mắt họng đang cho nói chuyện. Tại anh nói mà kiểu nó còn khắp mà chưa ra tiếng. Nhưng mà anh Điền nhớ em không? Nhớ. Có thể nói được mà chút xíu. Được rồi, để cho chị gửi rồi. Vậy là nhớ rồi. Nói chung là về cái thần kinh đó thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều về cái bộ nhớ. Dạ. Mà anh hôm nay cái bộ nhớ hôm nay thấy tốt và chân tay cử động được như thế này là vui quá rồi. Hôm nay khỏe nhiều, anh ăn được mấy chén cơm? Hai chén. Hai hoặc ba chén, là anh tự múc ăn hay là phải chị đút? Chị đút. Bữa nay ăn được rồi, tự múc cũng được nữa. Mình sợ nhiều khi mình sẽ đổ rồi kia, yếu á, còn yếu. Chị thì ước mong điều gì nhất? Chị mong ước cho anh có tiền trị cho anh khỏe lại, đặng ở nhà này kia với con cái thôi, đặng chị đi làm vậy đó. Chứ giờ không có cầu mong gì hơn, kiểu như ảnh bệnh rồi số trời định bệnh vậy rồi, đâu có mong ảnh mạnh lành mà để mặn như hồi xưa được. Có một điều em rất là lo là khi mà tuần rồi vừa rồi em đến gia đình của mình thì anh lại nằm xuôi cò luôn à, và anh cái não của anh á thì không có giống như bây giờ.
mà sau một tuần lễ anh lại không đi bệnh viện mà lại có một cái chuyển biến tốt như vậy. Nói chung là em cũng khá bất ngờ khi mà em đến đây gặp thì cái hoàn cảnh của mình. Chị cũng giấy có kỳ tích giống vậy đó, người ta báo bác sĩ là báo chết đó. Khi mình nói thôi để gán đeo đeo lại, mình giấy tối nào tôi cũng ra ban công tôi ngồi, tôi giấy Quan Bồ Tát chắp tay, giấy Quan Bồ Tát phù hộ độ cho chồng chị đó ở nằm trong bệnh hồi sức, với giấy ông nội nữa. Nói là ông nội anh Điền nằm trong hồi sức gì đó, bệnh số giường mấy gì đó, phù hộ độ cho ảnh cái não ảnh tay qua nặng khỏi đó. Chứ qua cái tháng đó đầu bác sĩ báo giảm 30% là chị mừng. Tại bác sĩ báo chết rồi mà mình đeo, mình gán. Rồi hôm nay bé thì có đi học lại được chưa? Nó nghỉ luôn rồi. Bé nó học lớp mấy em quên rồi? Lớp 8. Ôi sao lại cho nghỉ luôn? Tại vì nó học xa sức, học nghỉ không gài lâu rồi đâu có học lên. Thôi thì mình cố gắng cho bé đi học lại cho có cái tương lai chính. Dự định là nói với cô nó năm nay ba nó bệnh vậy đó. Bây giờ quá trình nghỉ học thì nghỉ cũng lâu thôi cho nó nghỉ năm nay. Thôi mình cứ học đi học sau hết. Đi học lại bình thường không sao hết chị. Anh Điền hôm nay thoải mái rồi. Khỏe rồi. Vậy là vui rồi, nói chung là cũng ổn định được mấy chục phần trăm mà. Nhưng mà mình chưa có biết là cái não nó làm sao thôi. Hiện nay chị có đi làm lại chưa? Chưa, tính vài bữa mình nhóm có bảo hiểm mua đó, mua hiểm á. Để mình có bảo hiểm cái mình đi xuống dưới mình đi khám coi làm sao. Rồi hôm nay dạ, hôm nay mình sinh sống bằng cái số tiền ở đó mình số có. Số tiền bà con ở đây nè, người ta thăm đó, người ta cho 100 ngàn, 200 ngàn đó. Rồi mình xài nhín nhút với mình chích thuốc rồi này kia. Mua thuốc rồi cho anh uống đó. Chứ chưa có đi làm được nữa. Thôi cũng thấy cũng mấy hoa ha. Mới ngày mừng nè, thấy anh nó đỡ, nói thôi anh ở nhà với con đi, đang sáng em đi mặn chiều em về. Mà thấy anh cũng buồn buồn với lợi, anh chưa có nói chuyện được đó. Cái nhiều khi cái chưa nói chuyện được, cái chưa có sai con mình này kia, nó chưa có nghe gần đó. Rồi mai mốt nếu như mà thời gian mà anh khỏe bệnh lại thì anh khỏe lại cho anh ở nhà với con rồi nè. Như mạnh đồ này kia, có gà đồ này kia anh coi chừng anh nuôi được cũng được. Ý mình nói vậy, còn mấy thì ở nhà chị đi mặn. Rồi nhà mình ở đâu mình ở ta? Mình ở đậu đi. Bây giờ mình ở ké ở đây. Ở đậu đây luôn. Chừng nào đậu. Mình mặn có khả năng mới có mua nhà lỡ chứ. Giờ đâu có tiền đâu mua nhà. Bệnh còn chưa trị hết nữa. Cũng mà cầu mong cho ông mạnh giỏi là được rồi. Chị bây giờ chị ước mong cho ông xã chị mình giỏi, ở đậu ở gì cũng được. Điều mạnh sức khỏe mạnh lỡ thì chị mặn ngày có sống là được. Sống mặn ngày có tiền lo chồng lo con là được. Tại vì sống mười mấy năm nay chồng mình lo cho mình đó. Mình cũng tình nghĩa vợ chồng, đâu có phải như ngày bữa cũng vợ chồng. Hồi đó người ta mặn, tao muốn nuôi mình được. Giờ chồng mình lâm bệnh mình cũng nuôi, mình mặn nuôi là được. Có ít thì ăn ít gì đó mình nói vậy. Nói chung là với chị Liễu với là anh Điền như thế này thì cô bác với anh chị, anh Điền với lại chị Liễu thì cũng gần nhà của Bùi Hồ. Nhưng mà nghe một số thông tin thì Bùi Hồ cũng cố gắng sắp xếp thời gian công việc để chạy về. Và ở trong cái clip trước thì Bùi Hồ cũng có quay và cũng có nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Thì hôm trước thì Bùi Hồ có trao 1.500.000 đồng cho gia đình của anh với chị. Thì ở một số Mạnh Thường Quân như là của anh Thái với lại chị Hoài Huỳnh. Của anh Thái là 1.000.000, chị Hoài Huỳnh là 500. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cũng đã có vận động của Mạnh Thường Quân. Như là ở danh sách ở đây là có chú Nghị là Việt Kiều Mỹ là 3.000.000 đồng. Cô Huệ là Việt Kiều Mỹ 1.000.000 đồng. Cô Diệu Hương là Việt Kiều Úc 1.300.000 đồng. Hoài Huỳnh với lại Thái hôm trước là còn lại 450.000 đồng. Với lại hôm nay thì Bùi Hồ cũng ủng hộ thêm một số tiền. Là cái số tiền ở trên là 5.400.000 đồng. Bùi Hồ gửi thêm thì cho cái hoàn cảnh của anh đủ luôn là cái số tiền mà hôm nay mình sẽ giao cho chị để có một cái thời gian mà xây sở tiếp theo, là tổng cộng là cái số tiền là 6.000.000 đồng. Thì hôm nay thì gặp được cái cái anh như tiến triển như thế này thì rất là vui rồi. Thì nói chung là em cũng vui lắm, nói chung là Mạnh Thường Quân cũng vui. Và em sẽ trao cho chị cái số tiền là 6.000.000 đồng. Và anh thì trị liệu ở nhà được nên thành thử là em sẽ trao cho chị nha. Và đây là cái số tiền em đến 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000. Đây là tất cả số tiền Mạnh Thường Quân từ Việt Kiều ở nước ngoài gửi cho chị nha. Vậy cho
chị gửi lời cảm ơn mấy chú, mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy bác, các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho chị có số tiền nhận lo cho chồng chị. Chị rất cảm ơn. Với chị cũng có lời chúc các anh, các chú, các bác, đó, các cô, các chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ trong cuộc sống. Thôi thì thời gian cố gắng thì sắp tới thì anh khỏe bệnh rồi, thì anh cứ dưỡng sức thôi, không cần nói đâu, không cần nói đâu. Cứ dưỡng sức cho khỏe, thì chị ở nhà thì cứ lao động mà lo cho bé đi học là được rồi. Như thế là Mạnh Thường Quân cũng đã vui rồi. Và đó là cũng mong ước của chị em. Ở đây chị cũng có gửi lời thăm cảm ơn cưng nha. Dạ không. Giờ mình cưng mấy chị mới được một số tiền để giúp đỡ cho chồng chị có tiền ăn mồi bổ luôn. Mồi bổ này kia. Rồi em dạ rồi.